Bây giờ chúng tôi sẽ đánh bảng cá của cá bóng mú. Đây là trung tâm của cá. Gian cho máy đánh nước lại cá. Trên này sẽ hiển thị số và nhấn công tắc để máy chạy. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn nút cho cá ra. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.